chiến đấu lập công xuất sắc, được tặng thưởng huân chương dũng sĩ diệt Mỹ, hàng trăm lượt người được huy động đi chiến công hỏa tuyến. Ở hậu phương thi đua với tiền phương trong phong trào thi đua sôi nổi chiến dịch cải tạo đồng ruộng theo hướng đông phương hồng, quanh vùng tăng phù, mô hình hợp tác xã điểm, mô hình trại chăn nuôi tập trung, thành lập đội kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý giống, đồng ruộng được khoanh vùng quy hoạch có tới 15 vạn mét khối đất được đào đắp, đào giếng lóng, xây giếng nước sạch. Trong 5 tháng toàn xã có 450 giếng lóng, 900 hố tiêu ai ngăn được xây dựng, quê hương diễn nguyên huyện Bình đổi mới và được đón Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch về thăm và khen ngợi. Qua 20 năm 1953 đến 1973, vừa khôi phục cải tạo kinh tế, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, diễn nguyên cùng với cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chúng ta đã giành nhiều thắng lợi và thành tựu to lớn, kinh tế không ngừng phát triển, là một trong những xã có năng suất lúa cao, luôn đi đầu và hoàn thành các chỉ tiêu lương thực, thực phẩm, các chỉ tiêu quân công, nghĩa vụ đối với nhà nước, xây dựng nhiều công trình có tính chất tiêu biểu, đi đầu trong phong trào sự nghiệp văn hóa giáo dục, y tế, được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Xã Diễn Nguyên có hàng ngàn lượt người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, trong đó có 205 người lên đường nhập ngũ, 405 người tham gia phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, có 94 người có anh dũng hy sinh trọn đời cho dân tộc, có 112 người là thương binh, bệnh binh, 42 người trực tiếp và gián tiếp nhiễm chất độc hóa học, dioxin. Nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công lao động, làng Tân Châu được chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng danh hiệu làng có công với nước. Toàn xã có 915 người được tặng thưởng huân huy chương các loại. Đây thật sự là bản anh hùng ca đáng tự hào của nhân dân xã Diễn Nguyên. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với nhân dân cả nước, đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên đã bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống, mở rộng giao thông đi lại, mở mang phát triển ngành nghề, triển khai xây dựng cơ bản như cầu chùa Cù Lùm, đường giao thông, trường học, trạm xá, hội trường, hệ thống thông tin tuyên truyền. Và năm 1978, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực xây dựng và hoàn thành trường học cao tầng bằng tinh thần tự lực tự cường, được Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm biểu dương khen ngợi. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là giai đoạn từ năm 1986 đến nay, nhân dân Diễn Nguyên chúng ta đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế quản lý phân 10, phân 100, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, tiềm năng của đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Năm 1993-1994, đảng bộ chủ trương đợt di dân xây dựng vùng kinh tế mới, đưa 30 hộ vào huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Năm 1988, sản lượng lương thực đạt 2.500 tấn. Năm 1989 đạt 2.550 tấn, vượt chỉ tiêu ban đầu là 20%. Và đến nay, năm 2011-2012, tổng sản lượng hàng năm đã đạt 4.500 tấn, tăng gần gấp 2 lần. Tổng đàn lợn năm 1998 có 3.350 con, gia cầm 1.8 vạn con. Đến nay, năm 2012 đã đạt gần 1.000 con trâu bò, tổng đàn lợn đã đạt 8.000 con, tăng gấp 3 lần, đàn gia cầm đạt 2.8 vạn con. Năm 1988-1989, với chủ trương đưa điện về nông thôn, chúng ta đã xây dựng trạm điện 1 và trạm bơm số 1, tạo bước đột phá trong hướng công nghiệp hóa, nông nghiệp nông thôn, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12-13% trong giai đoạn 2010-2012. Thu nhập GDP năm 2013 đã đạt 16,5 triệu đồng trên người trên năm. Đặc biệt, năm 2020 đến nay, với chủ trương lớn là tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng sẵn có, đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới, đảng bộ và nhân dân xã nhà chúng ta đã xây dựng được tổng số 5 trạm điện, 4 trạm bơm, nhà máy nước sạch tập trung đang chuẩn bị nâng cấp giai đoạn 3, đạt mức sản xuất 65 mét khối trên giờ. Quy hoạch phát triển mảnh giao thông nông thôn bằng nhựa hóa và bê tông hóa
14 km kênh mương đã được bê tông, 10 tuyến đê ngăn lũ và du lịch sinh thái ven sông Bùng, 10 tuyến đường giao thông chiến lược đường quốc lộ số 1 đi Diện Nguyên và Nhân Thành. 3 trường học cao tầng vươn cao lồng lồng trên đồng lúa xanh tươi của vùng quê Chiêm Trũng, 7 hội trường xóm khang trang là nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, Đảng bộ và nhân dân Xã Nhà đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, phát huy và giữ gìn bản sắc truyền thống quê hương, là xã đầu tiên xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Nhân Châu từ năm 1997. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục được phát triển, 3 trên 3 trường đạt trường chuẩn quốc gia, xã đã được công nhận phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, làm tốt công tác phổ cập mầm non, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Hàng năm đã có hàng trăm em đầu vào các trường đại học và cao đẳng, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài, công tác đào tạo bồi dưỡng nghề chuyển biến tích cực, quan tâm đến sự nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đời sống nhân dân được cải thiện, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đến nay chỉ còn 11,6% công tác giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn xã có nhiều tiến bộ. Hoạt động văn hóa thông tin phát triển đa dạng, góp phần tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nếp sống mới, xây dựng dòng họ văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh. 7 trên 7 làng văn hóa, 3 trên 3 trường học đạt đơn vị văn hóa, có 3 dòng họ đạt dòng họ văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã hàng năm đạt trên 84%. Tình hình chính trị quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, lương giáo đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng quê hương mới, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng, hệ thống chính trị từ xã đến xóm được củng cố, niềm tin của nhân dân vào đảng không ngừng được nâng lên. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên có quyền tự hào trước diện mạo ngày càng đổi mới của quê hương. Nhân dân từ chỗ mất quyền tự do, bị áp bức bóc lột, đến nay làm chủ vận mệnh của mình trong hạnh phúc hòa bình. 60 năm qua là thời gian rất ngắn trong tiến trình lịch sử lâu dài đầy oanh liệt của Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, trên nền tảng truyền thống văn hóa lâu đời của mảnh đất con người Diễn Nguyên, toàn thể nhân dân xã Nhà đã phát huy truyền thống gần cù, anh dũng kiên cường, thông minh sáng tạo, viết nhâm theo sự vàng rất vẻ vang. Giờ đây Diễn Nguyên đang chuyển mình đổi mới với nguồn lực 7.250 nhân khẩu, trên 3.000 lao động, với tiềm năng đất đai là 559,9 hecta, đã và đang tiến hành thực hiện cuộc cách mạng dồn điền đổi thừa, chỉnh trang đồng ruộng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tạo sự liên kết với nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông, bê tông hóa 11,4 km đường giao thông để văn minh tối trọng, biến vùng quê sình lầy sâu trũng nghèo nàn lạc hậu thành vùng quê trù phú ánh điện lung linh, reo vui tiếng nhạc, làng xóm khang trang, đường quê rộng rãi, ấm áp tình người, đời sống ấm no hạnh phúc văn minh. Bên cạnh những thành tựu, những thắng lợi quan trọng đã đạt được qua từng thời kỳ trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Diễn Nguyên không tránh khỏi những thiếu sót tồn tại, khuyết điểm, đó là kinh tế phát triển chưa ổn định, chưa xứng với tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực chưa cao, môi trường nông thôn ô nhiễm cần khắc phục, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Những tồn tại khuyết điểm đã rút ra và đang quyết tâm khắc phục sửa chữa, nhưng thắng lợi và từ thành tựu giành được là to lớn, quan trọng và cơ bản nhất. Tất cả mọi thành quả đó đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân. Đại hội lần thứ 38 Đảng bộ xã Diễn Nguyên đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, kinh tế phát triển đạt mức trung bình khá của toàn huyện. Chương trình hành động xây dựng nông thôn mới, Diễn Nguyên phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trước năm 2020. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đảng bộ và nhân dân xã Nhà hơn lúc nào hết huy cao độ sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, để nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo bước đột phá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế sau chuyển đổi đầu đất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tiếp tục xây dựng đồng bộ nông thôn mới, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao mặt bằng giá trị, tiếp tục quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, coi trọng và bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình người có công với nước, đẩy mạnh sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng,
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tốt an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hệ thống chính trị từ xã đến xóm ngày càng được củng cố, quy chế dân chủ cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi được thực hiện, niềm tin giữa nhân dân với đảng ngày càng được nâng lên. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, hơn một nửa thế kỷ qua, vóc dáng giữ nguyên không ngừng thay đổi, nhưng thành tựu của ngày hôm nay gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong buổi lễ long trọng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, 94 người con ưu tú của quê hương Diễn Nguyên đã hiến trọn tuổi xanh cho đất nước, biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng đã cống hiến chiến đấu lao động quên mình phục vụ sự nghiệp cách mạng, làm nên những thành tích vẻ vang, làm rạng danh quê hương đất nước. Xin cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo giúp đỡ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cấp huyện trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của xã Diễn Nguyên. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã Diễn Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chúng ta thêm tự hào về truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết đại hội lần thứ 16 tỉnh Đảng bộ và nghị quyết lần thứ 27 huyện Đảng bộ Diễn Châu, nghị quyết đại hội lần thứ 38 Đảng bộ xã Diễn Nguyên đã đề ra đưa xã nhà bước sang thời kỳ phát triển toàn diện, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước lên chủ nghĩa xã hội. Thật là đất Diễn Nguyên bao đời dũng khí, lớp lớp cha ông một chí một lòng góp sức mình làm rạng rỡ non sông, kháng quân Việt máu anh hùng còn lưu mãi. Xin được kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, chúc toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Cao Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trong bài báo cáo Diễn Nguyên 60 năm xây dựng và phát triển. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí đón nghe lời phát biểu tâm huyết của tuổi trẻ xã Diễn Nguyên. Xin mời đại diện cho tuổi trẻ Diễn Nguyên phát biểu ý kiến. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, các đồng chí đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng thân mến. Hôm nay, tôi rất vinh dự và cảm động được thay mặt tuổi trẻ xã nhà phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên. Lời đầu tiên, cho phép tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, đối với thế hệ trẻ hôm nay, có niềm vui nào lớn hơn là được chứng kiến sự phát triển liên tục của quê hương ta trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển? Có niềm vinh dự nào lớn hơn khi thế hệ trẻ được đóng góp phần mình vào những thành tựu chung của xã nhà? Thế hệ trẻ trên quê hương Diễn Nguyên được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Vinh dự là người con quê hương Diễn Nguyên, mảnh đất có bề dày truyền thống cách mạng và văn hóa, với bản chất cần cù, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, tâm huyết của các bậc tiền bối cách mạng vẫn lưu chảy trong dòng máu của tuổi trẻ hôm nay. Được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, tuổi trẻ hôm nay càng thấm thía và biết ơn những hy sinh, mất mát mà lớp cha anh đã phải trải qua vì nền độc lập tự do của dân tộc. Chúng tôi hiểu rằng hạnh phúc mà chúng ta có được ngày hôm nay, biết bao người phải đổi bằng xương, bằng máu và nước mắt, bằng truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trong không khí tưng bừng của lễ kỷ niệm 60 năm có tên xã Diễn Nguyên, thế hệ trẻ hôm nay vô cùng xúc động, tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về quê hương mình đang từng ngày đổi mới. Tại buổi lễ trang nghiêm, trọng thể và đầy ý nghĩa này, thế hệ trẻ hôm nay luôn khắc ghi vào tâm trí của mình lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay, thế hệ trẻ được thừa hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Tuổi trẻ Diễn Nguyên xin bày tỏ lòng biết ơn,
sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã. Thời gian qua đã giúp đỡ cho thế hệ trẻ có được một môi trường tốt nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, định hướng cho tuổi trẻ sống có lý tưởng, có hoài bão và ước mơ, phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, 60 năm qua, lịch sử đã khẳng định sự đóng góp của tuổi trẻ Diễn Nguyên với sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của xã nhà. Sự trưởng thành không ngừng lớn mạnh và nhiều thế hệ cán bộ đoàn đã trưởng thành, đã và đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Dù ở cương vị và lĩnh vực công tác nào, những cán bộ đoàn luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, tiên phong và giữ tròn bầu nhiệt huyết của sức trẻ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhiều phong trào trong tuổi trẻ đã và đang được nhân dân đồng tình ghi nhận, thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tiếp tục động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những thành tích đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để xã nhà vững bước đi lên, xây dựng xã Diễn Nguyên thành xã nông thôn mới. Các đồng chí đoàn viên, thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng thân mến, ý thức được trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên sẽ chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt hai phong trào, bốn đồng hành và năm xung kích đã và đang thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Các phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cán bộ đoàn viên thanh niên và đội viên thiếu niên nhi đồng tích cực tham gia. Phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là dịp sinh hoạt hè, thắp nến tri ân vào dịp 27 tháng 7, hội thi nghi thức đổi kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuổi trẻ Diễn Nguyên hôm nay xin hứa trước Đảng, chính quyền và nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa quê hương, phẩm chất, đạo đức của các thế hệ cha anh đi trước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, tích cực trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Diễn Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, vì sự phát triển của quê hương với tinh thần xung kích, sáng tạo, năng động, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, phát huy triệt để nguồn lực nội sinh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Thị Huế đại diện cho tuổi trẻ xã Diễn Nguyên với bài phát biểu thay mặt cho thế hệ trẻ xã nhà, hứa trước toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương Diễn Nguyên ngày càng văn minh, đổi mới.